Cho đến thời điểm hiện tại, đợt bùng phát thứ tư nhiều nơi đã bước sang đợt giãn cách và lệnh ở nhà. Những lệnh này có thể nói rằng đã diễn ra lần thứ hai và thậm chí nhiều nơi là lần thứ ba. Nhiều gia đình không chỉ là công giáo cũng đã cảm nhận rõ được sự túng thiếu, sự khó khăn đến với mình. Túng thiếu về vật chất và thêm vào đó là sự sợ hãi trăm bề từ thực tại cuộc sống hàng ngày. Nghe những con số tăng qua những tin nhắn, nghe chiếc loa phường ra rả từ tinh mơ cho đến tối muộn. Nhiều người trong tư thế bị nghỉ để rồi gẫm về hoàn cảnh sống của gia đình mình hôm nay và ngày mai sẽ ra sao. Khi mà cái cần câu cơm đã mất đi cả tháng nay và nhiều người đã thấm đòn với việc thiếu thốn cả hơn 2 tháng trời. Tiếng gà gáy mà trong tin mừng Thánh Sử Matthew chương 26 từ câu 34 đến câu 75 đã trình thuật để mà đánh thức bao con người, như đã từng khiến cho Phêrô với biệt danh là một tông đồ cả khi xưa cũng đã từng phải bật khóc vì nhận ra sự hèn hạ của mình trước sự chối bỏ người thầy mà trước đó ông cũng từng mạnh mẽ và tuyên bố một cách dõng dạc rằng là trung tín theo thầy và theo sự thật. Dù người sống giữa một thành phố được xem như là hoa lệ, được xem như là phồn vinh như Sài Gòn, cho đến các vùng nông thôn gắn liền với cảnh đồng vườn nắng gió, tiếng gà gióng lên tiếng đánh thức biết bao tấm lòng cả những người có chức trong giáo hội cho đến cả những người được cho là con dân, được cho là con chiên. Tự chung đó là niềm vui đã đến khi có điểm son tình thương, đó là lá lành đùm lá rách và thậm chí lá rách đùm lá nát. Tất cả cũng được trao đi bằng cả trái tim nơi xóm đạo, nơi giáo xứ, nơi cộng đồng, nơi những hội nhóm mà những người có tâm hồn rung động trước nghịch cảnh của đồng hương, của anh chị em đồng bào mình khi họ nghe được tiếng gà gáy đánh thức. Những chiến thanh long từ giáo xứ Nghĩa Hòa thuộc giáo phận Phan Thiết, từ biết bao tấm lòng quảng đại những người âm thầm đã nhờ qua tay một vị chính sứ, linh mục Gioan Bautista, để mà chuyển đến cho một linh mục chính sứ khác, giáo sứ Xuân Hoa thuộc giáo phận Xuân Lộc, để mà qua đó được san sẻ cho bao con người. Còn nữa, những danh sách dài mà biết bao nhiêu con người đã chung tay, như những chuyến xe thiện nguyện chở trái cây, chở rau củ quả, chở lương thực thực phẩm như thịt heo, thịt gà, nào là cá, rồi cả những nải chuối đầy nghĩa tình và còn rất rất nhiều nữa. Những hình ảnh như linh mục Phêrô với nick Facebook là dân trài hàng ngày vẫn mời gọi và xin sự giúp đỡ của những người có điều kiện hơn để mà san sẻ chia sẻ cho tha nhân qua những nghĩa cử rất thiết thực, cụ thể như những status mà ngài đã viết hàng ngày trên trang Facebook cá nhân của mình. Ngài viết rằng tôi rất vui và mừng vì có những người vẫn có lương thực ngon hoặc là được phát lương thực ngon. Tôi rất vui chứ không dám xét đoán hay kết án họ. Tôi chỉ mong những miếng vụn và xin lại cho dân đói nghèo của tôi. Và ngài kết đó là linh mục dân trại. Hay trước đó, cha Phêrô ngài cũng viết rằng lấy đâu ra 600 phần quà có ký thịt heo ở trong đó cho 600 hộ gia đình công giáo và lương giáo nơi vùng khó khăn. Nhìn nơi khác phát quà mà mừng cho họ và thương nơi mình. Xin nói rõ, hiện tại ngài đang phục vụ với vai trò là một linh mục chánh sứ cho giáo xứ Xuân Trường và ngài coi sóc cả giáo họ biệt lập Xuân Trung. Điều đặc biệt, việc chia sẻ đã được ngài thực hiện từ khi được Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc gửi ngài về phục vụ nơi giáo xứ và giáo họ biệt lập vùng rừng này, chứ không chỉ là khi gặp hoàn cảnh dịch bệnh như hiện tại. Đó chỉ là những hình ảnh đơn lẻ, những hình ảnh nhỏ mà kênh muốn gửi đến quý bà cô bác để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh giáo hội Việt Nam, vẫn còn biết bao nhiêu con người, cả những người lương giáo vẫn đứng ra và đi đây đi đó phát những hộp cơm từ thiện. Và nhiều người cũng ngại rằng, lo rằng rồi nếu tình trạng kéo dài, rồi cuộc sống cả những người đi cho bây giờ rồi mai mốt cũng phải trở thành những người cần người khác giúp đỡ chăng. Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu ngài bảo rằng cứ đến, ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với ngài.
Lạy Thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con. Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để cho họ biết như Ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ. Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em. Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ, các tình nguyện viên, các y tá, bác sĩ, những người tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, và thậm chí với giá đó là sự an toàn của chính họ. Lạy Thánh Giuse, xin chúc lành cho giáo hội từ các thừa tác viên của giáo hội. Xin làm cho giáo hội đã trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của Ngài. Lạy Thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình bằng sự thinh lặng cầu nguyện của Ngài. Xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách đặc biệt những người bé nhỏ nhất. Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn. Xin giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí. Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người lung lay. Xin bầu chữa cho những người nghèo khổ. Xin cùng với Đức Chính Nữ, mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức của đại dịch hôm nay. Amen. Đây là kinh cầu Thánh Giuse trong cơn đại dịch, được soạn bởi Đức Thánh Cha đương kim, Đức Thánh Cha Francisco. Chính là
chẳng phải lời hay, sức mạnh của con chẳng phải bao sáng chờ.
Lạy Chúa đừng để con quá buồn, và lạy Chúa đừng để con đắm chìm, vì chìm đắm lòng con đi hoang, và buồn chán làm con vong ơn. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay.